Một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do, chứng minh nhân dân của hàng ngàn người Việt Nam bị rao bán trên mạng. Hàng ngàn chứng minh nhân dân của người Việt Nam đang bị rao bán trên mạng với giá 9.000 đô la, khiến công an phải vào cuộc điều tra. Truyền thông nhà nước loan tin này vào hôm 15 tháng 5. Theo báo chí nhà nước Việt Nam thì các thông tin chứng minh nhân dân được đăng trên diễn đàn hacker có tên là Red Forums hiện nay đã bị xóa. 17 GB dữ liệu bao gồm hình ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bao gồm mặt trước và mặt sau, ảnh, video, địa chỉ, điện thoại và email. Riêng một tệp tin dung lượng 1,4 GB chứa thông tin của hơn 3.000 người. Ngoài ra, người đưa thông tin trên diễn đàn hacker cũng cung cấp ảnh chụp màn hình sổ hộ khẩu và một số giấy tờ của người dân. Người này rao bán các thông tin với giá 9.000 đô la, tương đương với hơn 200 triệu đồng và thanh toán bằng tiền Bitcoin hoặc là Litecoin. Theo báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 5 thì Bộ Công an đang yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc để điều tra xác minh thông tin liên quan đến vụ việc này. Báo này trích lời một lãnh đạo văn phòng Bộ Công an cho biết, những thông tin này rất nhiều cơ quan có thể có như ngân hàng, hàng không, quản lý đất đai, thậm chí là bưu điện, cửa hàng bán điện thoại. Hiện chưa biết hacker lấy từng nguồn nào và rao bán thông tin ngoài mục đích lấy tiền thì còn mục đích gì khác hay không. Rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Theo báo quản trị mạng.com, đến trưa ngày 16 tháng 5, sau 3 ngày xuất hiện bài rao bán của OX1337XO, cùng toàn bộ bình luận đã biến mất. Theo thông báo của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh dữ liệu để đánh giá nguồn lộ thông tin. Trung tâm này cho biết lượng dữ liệu này có thể xuất phát từ những dịch vụ có yêu cầu cung cấp thông tin người tiêu dùng như dịch vụ cho vay tiền trực tuyến, dịch vụ tài khoản tiền ảo. 17 GB là dữ liệu Know Your Customer, dữ liệu để xác minh thông tin người dùng, gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, cả mặt trước và mặt sau, ảnh video selfie kèm số điện thoại, địa chỉ và email. Trong số dữ liệu đó, có riêng một tệp tin dung lượng 1,4 GB chứa thông tin của 3.600 người. Một chuyên gia bảo mật cho biết đã liên hệ với người bán và tiết lộ lượng dữ liệu chứa khoảng từ 8 đến 10.000 thông tin của người Việt. Hiện chưa rõ dữ liệu quan trọng của người dùng này bị lộ như thế nào, nhưng đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần phải được xử lý sớm. Trên thẻ căn cước công dân có số thẻ, đặc điểm nhận dạng, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của người dùng. Đây là những thông tin quan trọng. Nếu kẻ xấu có được, chúng có thể sử dụng để đăng ký các tài khoản trực tuyến, tài khoản viễn thông, tài khoản vay vốn ở tổ chức tài chính có quy trình lỏng lẻo gây rắc rối cho người dùng. Đây không phải là lần đầu tiên dữ liệu của người Việt bị lộ, trước đó thông tin Facebook của người Việt cũng từng bị rao bán hoặc chia sẻ miễn phí trên các diễn đàn của hacker. Theo báo lao động.vn hồi tháng Giêng năm 2021, dữ liệu cá nhân gồm tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của 300.000 người Việt cũng bị rao bán trong diễn đàn rxxx forum tài khoản đăng tải thông tin trên không phát giá cụ thể mà cho biết ai muốn mua đầy đủ dữ liệu có thể trao đổi riêng để thương lượng giá cả thậm chí người này còn tự tin cho biết các thông tin cá nhân sẽ được cập nhật hàng tháng Hồi đầu tháng 11 năm 2018, một sự việc gây xôn xao dư luận khi hơn 5,4 triệu thông tin khách hàng bao gồm lịch sử giao dịch, dữ liệu email, thẻ ngân hàng được cho là của một đơn vị điện máy lớn bị hacker đăng tải công khai lên mạng. Dù đại diện của đơn vị điện máy đã lên tiếng phủ nhận sự việc rò rỉ thông tin, nhưng câu chuyện cũng khiến cho nhiều người dân hoang mang, vội vã tăng cường các hoạt động bảo mật. Trước đó, hồi cuối tháng 7 năm 2016, một cuộc tấn công vào hệ thống website của Vietnam Airlines đã diễn ra. Sau đó, các tập tin bao gồm danh sách của hơn 400.000 tài khoản khách hàng được cho là hội viên của Vietnam Airlines, gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, cơ quan, số điện thoại, v.v. bị rò rỉ trên mạng. Phía Vietnam Airlines ngay sau đó cũng đã khuyến cáo hội viên thay đổi mật khẩu ngay sau khi hệ thống được khắc phục.